Nay mình cho các bạn xem một con hàng gọi là cực hot luôn các bạn nhé. Đấy, mình mua ở bên cửa hàng TCS này các bạn này. Thì đây nó là cái món mà mình mua, chứ không nhận review bởi vì là nó rẻ các bạn ạ. Cái món này nó là một cái nồi lẩu của Xiaomi đấy, mấy ngày nay đang cực hot luôn. Nó đang được xuất hiện ở trên các cái kênh, ví dụ như là kênh Vật Vờ Studio thì chắc anh em cũng biết này, hoặc là kênh Duy Luân ở bên Tinh Tế người ta cũng đang làm, hay là kể cả anh Dương Dê đấy cũng đang làm con này luôn đấy. Nhưng mà nhược điểm của các anh là chưa cho các bạn xem được cái nội thất của cái con này. Thì ngày hôm nay mình thấy nó rẻ các bạn ạ. Một chiếc nồi lẩu nhé, công suất 2100W, giống như tiêu chuẩn mà này của hãng lớn như là Xiaomi. Xiaomi đấy các bạn. Mà chỉ có giá 899.000, các bạn có tin được không? Thật không thể tưởng tượng nổi luôn các bạn ạ. Đây các bạn ơi. Đấy, công suất của nó là 2100W này. Đấy. Nói chung là dạo này mình đang quay video trong nhà bác mình thì nó không được đầy đủ như ở nhà mình, thì các bạn thông cảm nhé. Đây là bên tiếng Trung, đây là bên tiếng Anh. Đó, cái này nó có một cái ưu điểm nữa là nó điều chỉnh nhiệt độ bằng encoder và cái mức nhiệt của nó ấy, thì nó điều chỉnh được là 99 mức nhiệt độ các bạn ạ. Đấy, thì thường thường trong các cái bếp từ bình thường đấy các bạn, mình điều chỉnh cái góc camera cho các bạn xem cho dễ nhá. Điều bình thường trong các cái bếp từ bình thường khác ấy, thì nó sẽ điều chỉnh tiếng là 2100W đấy, nhưng mà nó chỉ điều chỉnh được khoảng 5 đến 7 cấp nhiệt độ các bạn nhé. Như cái bếp nhà mình ấy, là mình dùng bếp của Kangaroo, thì nó sẽ điều chỉnh được ví dụ như 2000 thì giảm xuống, nó xuống 1800, giảm tiếp nó xuống 1500, sau 1200, 1800, 500 và 200, hết cỡ như vậy là được 9 mức. Còn đây là 99 mức nhá các bạn nhá. Mình không rõ một mức của nó là công suất bao nhiêu, nhưng cái này nó điều chỉnh được là 99 mức. Ây da, đẹp không các bạn ơi. Đấy, ui dồi ôi, cái bếp này các bạn ơi. Đấy, cái này nó là encoder, và chỗ này nó có một cái màn hình OLED bình thường các bạn nhá. Này, cảm ứng này. À, wow, không ngờ cái này 899.000, chưa đến 900.000 mà nó lại được như này, là phải nói là ghê à nha. Đấy, ok. Chỗ này là mặt có vẻ như là kính các bạn nhé. Đó, không được chạm vào cái mặt này khi mà nó đang làm nóng. Rồi, thì bây giờ là đến cái phần chi tiết của nó nhé các bạn. Trước khi mình đem đi test, cũng như trước khi cắm nguồn lên thử, thì mình sẽ đem cho mình phá nó ra thử để cho các bạn xem là cái bên trong linh kiện nó như nào. Đấy, đây là bản, đây là bản ấy. Có vẻ như chiếc tem của mình đã bị rách, nhưng tem này vẫn là tem zin các bạn nhá. Nó vẫn là ấy, bởi vì là trong quá trình vận chuyển cái nắp này có thể nó bị xê dịch thì nó sẽ làm rách tem. Thì đầu tiên các bạn ạ, mình đánh giá cái chất lượng build của nó, thì con này tốt, phải nói con này tốt thật, đúng không hổ danh hàng Xiaomi. À quên, chưa nói về cái phần ấy này. À, có tiếng Việt luôn các bạn ơi, vãi trưởng thật. À, con này có luôn cả tiếng Việt luôn này. Đây tiếng Trung này. Như vậy chứng tỏ là cái sản phẩm này sẽ được xuất sang thị trường Việt Nam. À, kinh thật. Mình đánh giá cái chất lượng, cái độ hoàn thiện ở bên ngoài của cái con này ấy, là ở mức cao cấp các bạn ạ. Không phải lăng xê cho sản phẩm này đâu, bởi vì sản phẩm này là mình phải mua bằng tiền. Thì cái sản phẩm này là mình đánh giá cái độ hoàn thiện của nó ngang cái mức gọi là cái mức cao cấp. Bởi vì là nhà mình cũng đang dùng một cái bếp Kangaroo ấy. Chả biết là cái bếp đấy nó là hàng chính hãng
hay là hàng tập cận Trung Hoa nữa. Nhưng mà ôi thôi chết rồi, con này dùng vít lục giác à. Đấy, thế thì khả năng lại phải về và lấy vít rồi. Đó. Ok, em phải về lấy vít rồi. Đây các bạn ơi. Đấy, mỗi lần quên cái gì lại về lấy các bạn ạ. Thì vừa nãy mình đang nói đến cái gì mình lại quên bà rồi. Hình như đang so sánh cái con Xiaomi này với con Kangaroo, nhưng mà chưa không nhớ là so sánh đến cái đoạn nào nữa. Là quên đấy các bạn. Giờ này mình cũng có tuổi rồi. Đấy, cũng đến cái tuổi gọi là cái tuổi gần đất xa trời rồi. Thế nên đầu óc nó cũng không được như cái bọn thanh niên nữa các bạn, là các bạn thông cảm nhé. Ok. Thì mình sẽ bung cái thằng này ra cho các bạn xem. Bởi vì là xem review thì thực ra các nói các kênh công nghệ, ví dụ như kênh Vinh Vật Vờ này, kênh Dương Dê này, kênh Tinh Tế này, thì review công nghệ thì người ta chỉ làm về, tức người ta làm về cái mình thì mình không biết dùng cái từ ngữ nào nó thích hợp, nhưng mà nhìn cái video của họ rất là bóng bẩy. Nó bóng bẩy và nó kiểu nó chuyên nghiệp đấy các bạn. Nhưng mà về cái tính thực tế, cái thứ mà người xem cần ấy, thì người ta không có diễn đạt được. Đấy. Kênh của mình chẳng to hơn kênh của họ đâu, nhưng mà mình có thể nói như vậy bởi vì là mình là một người có kinh nghiệm trong cái lĩnh vực là YouTube này. Ai à? Ui dồi ôi các bạn ơi. Cái mạch của nó này. À, ôi còn cái mâm dây này các bạn kinh tởm chưa? Dây này dây đồng. Ấy, các bạn nhìn lên cái dây của nó này. To như ngón tay cái mình luôn các bạn ạ. Ok. Rồi cái mạch này tính sau đi. Đó. Bởi vì là mình đang nói thêm là ở những cái kênh, trên những cái kênh đó thì là đối tác người ta yêu cầu như vậy. Đấy. Chứ người ta không phải là khách hàng người ta yêu cầu. Mình thì mình không làm video, mình không hướng tới đối tác. Nên cái chuyện đối tác hợp tác hay không mình không quan trọng. Nên mình chỉ quan tâm đây cái trải nghiệm của anh em như thế nào thôi. Ở chỗ này khả năng là không tháo ra được các bạn ơi. Nhưng mà chỗ này các bạn có thể nhìn thấy này. Vớ vẩn đây nó lại chip wifi nữa thì ăn đủ các bạn ạ. Sao ở chỗ này có một cái module gì nhỉ, lạ thế nhỉ. Chỗ này điều khiển bằng encoder rồi. Thì ra để mà tháo được cái thằng này ra thì phải cậy cái nút này ra. Bên trên nó có một cái màn hình cơ các bạn ạ. Đấy, nút bật nguồn đấy này. Bên trên nó màn hình này, dưới này encoder này. Đó. Và một cái điều lạ ở đây nó là có một con chip nó đóng gói rất là lạ. Đây có chỗ này các bạn ạ. Không biết có phải là mạng wifi hay không. Đấy, rất lạ luôn các bạn ạ. Đó, nó có số mã đàng hoàng này. Ok, nếu mà có mạng wifi thì cái này kết nối với cái Mi Home ấy thì là phải nói là không có ông nào phá đảo thế giới giá cả như cái ông Xiaomi là được. Đấy. Về bản chất các bạn ạ, một cái bếp từ 900.000 ấy, nó như thế này ấy. Không biết anh em yêu điện tử chắc cũng tháo nhiều bếp từ ra, chắc cũng biết nhiều rồi. Về bản chất đối với một cái giá 900.000 trên thị trường này, chúng ta không thể mua được một cái bếp mà nó có chất lượng như thế này các bạn ạ. Nó, chúng ta không thể mua được một cái bếp mà nó có chất lượng như thế này. Đấy. Đây các bạn ơi. Đầu tiên là về cái vỏ này thôi nhé. Vỏ này thôi. Thứ hai là mặt kính này. Chưa đến linh kiện bên trong. Rồi chưa đến các công năng của nó nhé. Vớ vẩn cái chip này nó là chip wifi nữa thì nó còn ảo nữa các bạn ạ. Đó. Để xem này, hình như nó tháo ở đây các bạn. Nó tháo được không? À nó hai cái ốc cơ. Một còn dưới cơ. Thôi chỗ này mình không tháo nữa. Và nó có một cái dây kết nối có 4 pin lên đây thôi. Đấy các bạn nhìn cái chất lượng hoàn thiện của nó này. Nhưng nói chung hàng Xiaomi thì không có cái gì phải chê cả. Đấy. Cái thứ hai nữa là giờ mình mới nói đến cái vấn đề chất lượng linh kiện. Thì đúng thật là từ trước đến giờ nhá, những cái bếp từ mình chưa thấy cái bếp từ nào nó có cái mạch màu đen cả. Ở đây nhà mình đang dùng một cái bếp từ của Kangaroo. Kangaroo cũng gọi một cái hãng gọi là gì đấy. Mình đang nói là Kangaroo nhà mình ấy. Là mình mua không biết là có phải hàng fake hay là hàng chính hãng không, nhưng mình mua con Kangaroo nhà mình là nó mình mua ở Điện Máy Xanh. Mà Điện Máy Xanh thì các bạn biết rồi, ai người ta dám bán
hàng bố láo, đúng không? Đấy, mà mình đã có dịp mình tháo ra mình kiểm tra con bếp Kangaroo nhà mình rồi. Đấy, đấy là mình mua Kangaroo xịn nhá, nhà mình mua là đợt đấy là mình mua là 2,1 triệu hay sao ấy, mẹ mình mua chứ không phải mình mua, là 2,1 triệu đó. Đấy là cái tầm tiền đấy là mình tính đến hàng hàng gọi là hàng được phân phối chính hãng ở Việt Nam, hàng xịn nhá, có bảo hành đàng hoàng nhá. Còn có loại bếp mà mấy trăm nghìn không tính tiền đó. Nhưng mà đây các bạn này, bếp này là bếp 900.000 đến 800.000 này, 899.000 gọi 900.000. Mà chất lượng như này các bạn này, nhìn cái mâm dây của nó dã man chưa? Mâm dây của nó thì nhỏ hơn các cái mâm dây bình thường. Tức là cái đường kính như này, nhưng mà cái dây của nó là các bạn này. Lúc nãy mình về mình lấy tô vít mình quên không mang cho các bạn xem một cái mâm dây tiêu chuẩn bình thường. Đấy. Tí mình về mình sẽ so sánh cho các bạn xem. Còn đây là về cái mạch của nó này, các bạn nhìn này, nó khôn chưa? Mạch nó cực khôn luôn, và cái cuộn cảm này cũng là dây đồng luôn. Đó. Không ngờ luôn ông Xiaomi nó có thể làm được cái những cái sản phẩm nó bá đạo như này thật. Đấy. Ok, mình tháo tung lên cho các bạn xem nhé. Tẩm thật. Cái này thì độ bền của nó chắc không phải nghĩ các bạn ạ. Đúng là chỉ có thể là cái thằng Xiaomi. Mình không ngờ là nhà mình ấy dùng TV Xiaomi mấy cái của Xiaomi rồi. Ui ôi các bạn ơi, cái mạch này dã man quần ngàn luôn các bạn ạ, chip thì chip dán. Tẩm thật. Cũng công nhận đấy, không thể hiểu nổi thằng Xiaomi luôn. Nó làm cái này mà giá có 899.000 thì đúng thật là kinh khủng đấy các bạn ạ. Ok, nhà mình dùng mấy cái tivi của Xiaomi ấy, thực ra mà nói là 15 triệu cái tivi Xiaomi của 75 inch. Trước kia mình mua là 25 triệu nhưng bây giờ nó chỉ có giá 15 triệu thì đúng là 75 inch các bạn ạ. Mà chất lượng của nó thì không phải bàn cãi, bởi vì là nhà mình đã dùng được 3 năm mà mình thấy các cái tivi của Sony hay là Samsung hay Toshiba hay là Panasonic của nhà bác mình nó còn hỏng nhanh hơn cả hàng Xiaomi. Mà về cái chất lượng hiển thị của nó không ngang ngửa với hàng các cái hàng cao cấp kia. Đấy. Thế mà nó vẫn chưa hỏng. Mà mặc dù nhà mình loa đài nó đập phá kinh lắm, nó đập cái màn hình tivi kiểu nó màn hình nó diện tích nó lớn ấy. Nó đập lên cái màn hình nó có bùng nhà bùng nhùng như các bạn, mà nó chẳng hỏng quái các bạn ạ. Mà mình bây giờ tivi 75 inch chỉ có 15 triệu. Thì không hiểu ông Xiaomi ông ấy làm cái kiểu quái gì nữa. Không biết là bán có phải là bán cắt lỗ không. Đó. Thì đây các bạn ạ, mạch của nó như thế này đây. Số má này, tem nhãn đàng hoàng luôn. Đấy. Hàng này phải chất lượng phải ngang với hàng Đức các bạn ạ. Đấy mình đang nói đùa vậy trêu vậy thôi. Nhưng mà công nhận cái chất lượng của con này, công nhận là kinh khủng thật. Đấy. Thì sơ qua cái trên mạch các bạn ạ, các bạn có thể thấy được cái cuộn cảm này. Đấy. Tụ lọc nguồn, tụ lọc này nó dùng tụ 6,8 microfarad cơ các bạn ạ. Không phải là tụ 5 mi như bình thường. Tụ này tụ 68. Rồi là tụ này tụ cộng hưởng thì nó dùng một con 0,18 mi này. Bên một con này là con bao nhiêu đây? 0,12 mi. Đấy, như vậy là con này nó dùng con 0,3 microfarad. Thì hai con này không phải mắc song song các bạn nhá. Hai con này nó mắc song song nếu như cái con dơ len này nó đá con dơ len ở đây có một con dơ len các bạn này. Nếu như con dơ len này nó đóng vào thì hai con này nó mắc song song, thì mình nghĩ là đây nó là cái cơ chế để tăng công suất bình thường thôi. Bởi vì con này nó có 99 mức điều chỉnh công suất cơ. Đấy. Thì nếu như nhả ra nó chạy một tụ. Còn nếu như mà nó cần công suất cao hơn thì nó đóng vào nó chạy công suất cao hơn. Đấy. Thì còn về cái đường mạch đấy các bạn này. Kinh thật. Phủ cả trên cả dưới luôn. Đấy. Mạch điện như này. Ôi bây giờ mình sẽ lấy cái bếp bình thường để cho các bạn xem. Đây các bạn ạ. Rồi nhìn cái vỏ của nó thôi đã thấy ưng ý rồi. Cái mức độ hoàn thiện của nó phải nói là cao chót vót luôn các bạn. Mình không cổ suý lăng xê cho cái hàng này đâu nhé các bạn nhé. Bởi vì hàng này là không phải là hàng quảng cáo mà mình hàng này mình bỏ tiền ra mua. Thì thôi để cho nó trực quan, mình sẽ lấy cái bếp Kangaroo nhà mình để mình tháo ra cho các bạn xem là cái linh kiện cái bếp 2,4 triệu nhà mình nó như nào nhá. Quay nhanh cho nó đỡ mưa các bạn nhá. Nó sắp mưa thì mình sẽ cho các bạn xem cái bếp Kangaroo hàng chính hãng nhà mình mua ở đâu nhỉ, nó có một cái tiếng Việt cơ các bạn ạ. Chắc mình lột đi rồi. Mình mua ở Điện Máy Xanh. Thì cái hàng này 2,4 triệu, mình sẽ cho các bạn xem nhanh qua cái nội thất của nó và so sánh với cái con Xiaomi kia là như nào các bạn nhá.
Thì cái đoạn tháo mình sẽ tua nhanh để các bạn đỡ mất thời gian. Nhà mình dùng thì nó cũng hơi bụi tí. Đây là 2,4 triệu của nhà mình đây. À, chứng tỏ cái mâm này nó cũng chẳng khác gì đâu các bạn ạ. Về kích thước ấy, nó không khác gì cái mâm của con kangaroo được. Ok chưa? Nhưng mà vấn đề đây này các bạn này, cái thứ nhất ấy là các bạn nhìn thấy cái mạch nó đã khác nhau chưa? Đây. Cái chất lượng mạch này, chất lượng linh kiện này, nhìn này, cái con này nó khôn hơn rất là nhiều luôn. Đây là mạch của con kangaroo này. Đấy. Ở đây nhà bác mình xung quanh cũng có rất là nhiều những cái con chó mà hay sủa trên kênh mình các bạn. Rất là nhiều luôn. Đây là mạch này các bạn nhìn này. Đây là cũng những là cái mạch tiêu chuẩn ở trên những cái bếp từ hiện đang bán ở Việt Nam mình. Thì nó nói chung là chất lượng nó chỉ có như này thôi. Đấy. Được chưa? Và các bạn nhìn đây. Mạch của Xiaomi này, dã man chưa? Đúng là ông Xiaomi luôn luôn là phá đảo thế giới ảo luôn. Đó. Hơn nữa linh kiện nhìn nó cũng sắc bén, nó cũng ok hơn. Đó. Thế về linh kiện nhá. Đây là mạch này là mạch xịn nhé, còn mạch mấy con bếp 700-800k thì có vứt đi. Ok, đến cái mâm dây luôn. Mâm dây thì các bạn nhìn thấy kích thước nó như nhau. Kích thước của mâm dây nó như nhau. Nhưng vấn đề là cái dây này này. Cái dây ấy là cái dây của con Xiaomi còn to hơn của con kangaroo đấy cơ các bạn ạ. Đây này, các bạn nhìn này. Con này nó còn hở như này nhá. À, thôi chết tôi rồi. Giờ mới phát hiện ra con này dây nhôm các bạn ơi. À, này các bạn nghe tiếng này. Dây thì mềm oặt. À, bố láo chưa. Đấy. Thôi được rồi. Đấy, tạm chưa nói nha, nhưng con này dùng bỡ đun mình dùng 3-4 năm nay nó vẫn rất ổn, không vấn đề gì cả. Đấy, bố láo chưa. Các bạn nhìn đây, cái con này cái mâm dây của nó xít xìn xịt mà nó không còn tí hở mạch nào luôn các bạn ạ. Còn con này nó vẫn hở này, có cái đường rãnh hở này. Dây tức là có nghĩa là dây của này to hơn. Các bạn nhìn này. Đó. Quá ok luôn, mà không hiểu tại sao người ta làm được cái bếp này giá 899.000 gọi 900.000. Con này là dây đồng nhá, dây đồng mà nó đan rất là nhiều sợi dây nhỏ vào, còn con này mình kiểm tra này, đúng dây nhôm thật các bạn ạ. Mềm oặt, dây mềm oặt này là dây nhôm. Không cần cạo đâu nhá, dây cứ mềm oặt như này là dây nhôm này, cho bạn xem. À, nó mềm như này dây. À nhưng mà dây nhôm các bạn ạ. Và cái dây này nó đệm từ những cái dây to hơn. Thịt vẹ nó điện máy xanh đấy các bạn ạ. Hàng chính hãng này mà nó còn bán bố láo như này. Thôi từ giờ dẹp kangaroo các bạn ạ. Không chơi. Ok. Đó. Có lẽ là mình sẽ mua thêm vài cái bếp Xiaomi này nữa để về dùng dần. Để đây tí lắp lại nhá. Còn nhìn cái thiết kế của nó này. Đấy. Rất là nhỏ các bạn. Mà nó độ hoàn thiện của nó vãi trưởng luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành là lắp lại và mình sẽ test để cho các bạn xem thực tế bếp này hoạt động như nào. Còn chờ chút nhá. Đang quay ở ngoài kia nắng nó đẹp thì không có nắng nhưng mà ánh sáng nó đẹp thì nó mưa các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ bật thử bật cho các bạn xem này. Đây này. Đấy, ở đây nó là một cái màn hình OLED các bạn nhá. Nó bảo là long press to open, tức là giữ lâu để mở các bạn ạ. Màn hình nó nhỏ nhỏ ở giữa này. Đấy, giữ lâu này. Đấy, màn hình luôn các bạn này, 99 cấp độ nhiệt nhá, nó cứ là cứ xoay thôi chứ là chứng tỏ khá là đơn giản. Quạt bắt đầu nó quay này. Đấy, trên nó cũng đèn báo luôn. À. Nó báo luôn là không có nồi ấy. Thì nó ra đây là no cooking ware này. Đó. Thấy chưa? No cooking ware là không có nồi. Đó, đây điều chỉnh các cái mức độ nhiệt đây. Có 99 cấp độ cơ. Thử xem là có cái menu này. Steam là cái gì kia đây. Mình không nhớ này. Timer này. Thôi tắt timer đi nha. Nó cảm ứng hết các bạn ạ. Đây này. Fry này. Hot pot này. Đồ nướng này. Đấy. Gì đây. Súp này. Các cái chế độ nó này các bạn nhé. Nói chung nó điều chỉnh ở cái xoay này hết và nó có màn hình các thứ nó rất là ok. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là gì đây?
một nửa lít nước cho vào đun thử. Đó. Đấy, vặn lên xem nào. À, nó vẫn có tiếng kêu bếp từ bình thường. Cái này các bạn nhé, đây này, nó có một cái là nếu như mà các bạn vặn vặn chậm như thế này ấy, thì một nấc của nó đã tăng một số, được chưa? Còn nếu như các bạn vặn nhanh ấy, đấy, thì ba nấc nó đã tăng lên 99 số rồi, đây này. Được chưa? Nó theo cái mức độ mình luôn này. Đấy. Bằng này làm dù không đủ 99 xung nhưng mà nó về không luôn này các bạn này. Còn nếu vặn chậm này. Đấy, vặn chậm cho các bạn xem nhá. Thì hết một cái nửa vòng tay của mình nó chỉ lên được 15 số đúng không? Nhưng mà nếu mình vặn nhanh này. Đấy, các bạn thấy chưa? Cái này một điều rất là thông minh luôn. Đấy. Ok, thì nửa lít nước thì xem nào. Nó đun trong vòng bao lâu các bạn nhá. Đấy, mình phát hiện ra cái vấn đề đấy là mình muốn chia sẻ anh em. Nó cũng Xiaomi mà làm. Ui ôi, nó đã reo luôn cả nước đã reo luôn các bạn này. Kinh thật. Nói chung Xiaomi làm quả này là hơi căng đấy các bạn ạ. Hơi căng đét đấy. Phá đảo thế giới ảo như này là hơi căng đét đấy các bạn ạ. Thế là giả sử giá mình kiểm tra chất lượng như này có khi mình mua thêm 3-4 cái nữa các bạn. Có 800.000. 899.000 gọi 900.000. Đấy. Đấy, nửa lít nước các bạn nhé. Không, cái này phải nửa ra lít, gần 1 lít. Các bạn nhìn này, từ nãy giờ có vài giây mà nước nó chuẩn bị sôi luôn. Đó, các thấy chưa? Nói chung nó vẫn có cái hiệu ứng kêu của cái bếp từ bình thường thôi. Đó. Công nhận là đẳng cấp thật. Mà nó nhỏ gọn nữa so với cái bếp từ bình thường đâu nhỉ. Bếp nhà mình đâu. À mình cất đi rồi. Bếp nhà mình nó to gần gấp đôi cái bếp này. Đó thấy chưa? Đấy. Nước đã sôi các bạn nhá. Đã sôi, nhanh. Có vài giây rồi, nhanh thật. Bây giờ mình sẽ mở chế độ nhỏ. Đây. Tầm 20 đi. À. À các bạn ơi. Thằng này khi sôi ở chế độ nhỏ nhá, khi bật chế độ nhỏ là nó đun liên tục chứ nó không đun ngắt quãng như các cái bếp bình thường. Ví dụ các bạn bật 200 hay 100 ấy là các cái bếp bình thường đấy các bạn nó sẽ đun kiểu đun theo xung vuông ấy, nó cứ bật hết cỡ xong nó dừng. Xong hết cỡ xong nó dừng. Còn cái nồi này nó đun liên tục luôn nhưng mà nó đun nhỏ. À cái này nó sẽ giải quyết được cái vấn đề rất là nhức nhối, đó chính là đun bếp từ nó hay, mà ít nước nó hay bị khê. Bởi vì đây nó đun nhỏ đun chậm các bạn ạ. Đây mình sẽ mở nhỏ nữa coi. Mở xứng đến tầm 5-10 thôi xem nó có đun nhỏ lại không. Nó có đun theo ngắt kiểu ngắt nhả không. Đây các bạn nhìn nó sôi nhỏ rõ rệt luôn các bạn này. Phải nói là chắc mình phải mua thêm 3-4 cái nữa thật các bạn ạ. Đấy. Dã man quần ngan luôn các bạn ạ. Kinh thật. Ông Xiaomi làm quả này thì đúng thật là hơi gắt các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn này. Bình thường á, các bạn cứ để ý những cái bếp từ bình thường khác, mình bật cái chế độ nhỏ nhất thì nó sẽ đóng là nó pịch phát xong đun hết cỡ xong nó dừng. Đấy, nó cứ đun hết cỡ xong nó dừng để cho nhiệt độ nó không căng quá cao ấy. Nhưng mà riêng cái thằng này thì các bạn này, nhìn này. Đun bao nhiêu cũng nó cũng là đun liên tục luôn. Đấy, bật to lên này. Các bạn nhìn nó sôi mạnh hơn chưa? Đấy, 25 này. 36 này nó sôi mạnh hơn tí nữa này. Nước bắt đầu rung rinh này. Thì lên đến quá 50 chắc là đóng dơ le cho nó sôi mạnh hơn này. Đấy các bạn nghe tiếng đóng dơ le chưa? Đấy bắt đầu đun chế độ công suất cao hơn. Giảm về dưới 50 nó nhả dơ le. Đấy. Nhưng mà nó vẫn là đun lì các bạn nhá. Đun liên tục đấy. Phải nói là không còn một lời gì có thể nói cái bọn Xiaomi này nữa. Quá đẳng cấp luôn các bạn ạ. Ok. Rồi, như vậy là hôm nay mình đã review cặn kẽ con bếp từ này luôn. Cho các bạn xem nhá. Cặn kẽ luôn đấy, không còn một cái gì để có thể nói được nữa rồi đấy. Cái điều này là những cái mặt, gọi là những cái mặt sau của những reviewer nổi tiếng à, ví dụ như là Dương Dê, Vinh Vật Vờ hay là các kênh công nghệ như Tinh Tế là còn chưa có làm được cái vấn đề đấy. Ok. Chất lượng. Chắc mình phải mua thêm 3-4 cái nữa về mình xài mới được. Rồi, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé. Mặt này hơi nóng đấy. Kính này là kính màu đen, nó hấp thụ nhiệt, nó hơi nóng. Không phải là nóng từ cái xoong nóng ra mà nó nóng từ cái đít. À, không phải nóng từ cái nồi nóng ra mà nó nóng từ cái đít xoong này, nó hấp thụ xuống dưới các bạn nhé.
Ok, mình có mua cái này bên cửa hàng TCS ở trên Shopee thì mình sẽ để liên kết trong phần mô tả. Anh em nào mua có thể là truy cập vào đó. Chào anh em nhá.